Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Mình là Long, và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tiến hành thay mặt kính của chiếc Tab F7 FE đến từ nhà Samsung nhé. Sau khi mà bên mình nhận máy thì bạn chuyên viên sẽ tiến hành kiểm tra lại những cái phần như cảm ứng, hiển thị của chiếc máy để xem là chúng ta liệu có nên thay kính hay là sẽ thay màn hình nhé. Tới đây thì bên mình cũng sẽ báo cho các bạn nên các bạn cũng không cần quá ngại đâu. Bên mình sẽ thông tin với các bạn rằng là chúng ta có nên thay màn hình hay không, hoặc là chúng ta có thể thay kính là được. Nhiều anh chị em thì khi mà tới với cửa hàng bên mình thì cũng có chia sẻ thật lòng, nếu mà màn hình của những cái chiếc Samsung quá đắt đỏ thì chúng ta có thể tiến hành thay sang một cái chiếc tablet khác, hoặc là thay sang một cái chiếc iPad. Nói chung thì làm trong nghề, bên mình thì cũng mong muốn sửa cho khách hàng, nhưng cũng sẽ khuyên khách hàng những cái thông tin nào mà khách hàng được lợi nhất. Ok, và sau khi mà kiểm tra rất là kỹ lưỡng thì cái chiếc Tab F7 FE này chúng ta chỉ cần tiến hành thay kính là xong nha các bạn. Nếu mà các bạn mang cái trường hợp bệnh này, mang ra những cái trung tâm bảo hành chính hãng đến từ nhà Samsung thì các bạn sẽ cần phải tiến hành thay màn hình với một cái mức chi phí khá là đắt đỏ. Cùng trở lại với quy trình thì hiện tại bạn chuyên viên đang tiến hành cẩn thận mở cái phần màn hình ra khỏi cái phần khung máy. Những cái công đoạn này thì các bạn sẽ cần phải cẩn thận hết mức có thể, vì những cái kính găm này hoàn toàn có thể đâm vào phần màn hình, khiến cho màn hình bị hư hỏng hoàn toàn. À, và cũng chia sẻ thật lòng với các bạn, cũng có nhiều trường hợp bên mình làm hư hỏng những cái phần màn hình của khách hàng, và bên mình sẽ đền cho khách hàng một cái màn hình zin nguyên bản đến từ một chiếc máy khác đem qua. Đó là chia sẻ thật lòng thôi, chứ bên mình cũng không muốn là sẽ đền cho khách liên tục đâu nè. Sau khi đã tháo được màn hình ra khỏi phần khung máy rồi thì chúng ta sẽ tháo cáp kết nối, sau đó thì sẽ dán một cái lớp keo dính lên cái lớp kính cũ này. Nhiều bạn có suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ tiến hành ép kính, nhưng thực sự mà trên thị trường nói rằng là chúng ta nên sử dụng từ là thay kính thì nó hợp lý hơn. Ép kính thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc là chúng ta sẽ ép những cái lớp kính bị vỡ trên cái phần màn hình cũ này thành một cái lớp kính nguyên. Tuy nhiên thì không phải đâu, chúng ta sẽ tiến hành thay kính. Công đoạn ép kính tại sao lại nói như vậy thì mình nghĩ được rằng là do là các anh em trong nghề khi mà nói đến việc mà ép chân không thì hay nói là ép kính. Sau khi mà chúng ta đã tháo được cái phần mặt kính cũ thì các bạn sẽ thấy được rằng là bên mình sẽ tiến hành đặt một cái lớp kính mới lên cái phần màn hình này, sau đó thì sẽ ép kính cho em nó trong máy chân không. Trước đó thì các bạn cũng cần lưu ý là vệ sinh lại lớp keo cũ thật là kỹ nhé. Đặt lớp kính lên phần màn hình thì chúng ta sẽ tiến hành trong phần khung máy, nên các bạn cũng hoàn toàn yên tâm về độ chính xác. Và các bạn có thấy không, là bên mình cũng sẽ có những cái máy móc chuyên biệt dành cho màn hình siêu lớn của chiếc máy này là 12.4 inch. Và máy hấp cũng tương tự như vậy, cũng phải có những cái loại máy hấp để dành cho những cái con màn hình như thế này. Cho vào máy hấp trong khoảng từ 10 cho đến 15 phút là các bạn cũng đã có một cái màn hình hoàn toàn đẹp rồi. Bây giờ thì chỉ cần gắn cáp màn hình và dán lại tem bảo hành cho em nó nữa là xong rồi nha các bạn. Bây giờ thì sẽ đặt màn hình lên phần khung máy, trước đó bên mình đã vệ sinh keo cũ và thêm cho em nó keo mới rồi nhé. Sau khi đã tiến hành đặt máy xong thì bên mình sẽ vệ sinh lại thật là kỹ và tiến hành mở máy lên kiểm tra xem máy nó có vấn đề gì hay không trước khi mà trao trả lại máy cho khách hàng. Các bạn cũng có thể hoàn toàn làm ở nhà bằng cú pháp sao thăng 06 thăng để mở những cái trình duyệt của Samsung liên quan đến màn hình này, cảm ứng này, màu sắc này, và cũng như là rung loa bên trong cái phần app này. Đây là một cái app ẩn đến từ nhà Samsung thôi, và các bạn có thể hoàn toàn làm ở nhà nhé. Những cái màn hình như điện thoại thì bên mình sẽ tiến hành cố kéo hết toàn bộ những cảm ứng trên cả màn hình. Tuy nhiên thì trên những cái màn hình lớn chúng ta chỉ cần làm theo Samsung là được. Rồi, và như vậy thì quy trình cũng đã gần hoàn thành rồi. Nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Fastcare nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.